Ở đây thì chúng ta đang xây tường bao các bạn. Thì cái tường bao này nó có đặc điểm gì? Cái tường bao này có đặc điểm thế này. Bạn thấy ở dưới cái lớp á, ở dưới lớp chân của tường á, thì nó có ba hàng gạch đinh. Hàng đinh đầu tiên nè, hàng thứ hai, hàng thứ ba các bạn. Chúng ta có 1, 2, 3 hàng. À, cái mảng tường này cũng xây với kiểu là từ dưới chân lên ba hàng. Đây. Mảng tường này cũng vậy, chung là tất cả những cái mảng tường ở đây á, đều xây theo kiểu là ba hàng gạch đinh ở dưới, rồi những cái trên nó mới xây gạch ống. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính gạch đinh theo hai cách, theo chiều dài và theo diện tích. Chúng ta sẽ có ba ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên á, là mình sẽ tính cho cái bức tường này. Ví dụ thứ hai là mình tính cho bức tường này. Và cái ví dụ số 3 là mình tính cho cái bức tường này các bạn. Rồi, thì theo chiều dài có nghĩa là bạn thấy nè. Ví dụ cái bức tường số 1 là bức tường này. Chiều dài của nó được tính từ chỗ này, đúng không? Chỗ này qua tới đâu ạ? Dĩ nhiên là qua tới chỗ này rồi. Nghĩa là nó thông thủy với hai cột á. À, nó tới vị trí này đó không ạ? Rồi. Thì cái chỗ đó làm tính theo chiều dài, có nghĩa là chỗ đầu tiên nè các bạn. À, mình có công thức như thế này. Mình nói công thức trước đi. Tính gạch đinh đinh theo hai cách. Thứ nhất là theo chiều dài, theo L. Cách thứ hai theo S, tức là theo diện tích. Thì chúng ta lấy chiều dài tính bằng mét chia 0,2 nhân 1,05 là ra số duyên theo chiều dài. Còn nếu mà các bạn đo bằng diện tích đó, thì các bạn lấy diện tích bằng mét vuông mà nhân cho 90 duyên một mét vuông, nó sẽ ra được là số duyên trong cái mét vuông đó. Thì chúng ta có ba cái ví dụ. Ví dụ 1, 2, 3 là bức tường số 1, 2, 3 nè. Mình tính trước luôn rồi, biết kết quả luôn rồi. Thì bức tường số 1 á, nó có chiều dài là 3,98 m. Nếu mà theo tính theo L á, là 3,98 m chia 0,2 1,05 là 21 viên. Còn nếu mà tính theo diện tích thì chúng ta lấy 3,98 m nhân cho 0,18 là ra diện tích, nhân cho 90 viên một mét vuông là 65 viên. Rồi bây giờ mình sẽ làm thực tế cho các bạn xem. Đầu tiên mình tính theo chiều dài, có nghĩa là các bạn thấy ở đây chúng ta có cái mảng tường này. Mảng tường này tính theo chiều dài, có nghĩa là chúng ta thấy là xây 3 lớp đúng không ạ? Nghĩa là tính theo chiều dài là tính theo một lớp nè. Một lớp là L. Chứ mà ta nhân cho một lớp là bao nhiêu viên đó, chúng ta sẽ nhân số lớp là sẽ ra là tổng số viên, đúng không? Rồi bây giờ mình đầu tiên mình đi đếm trước các bạn. Đi đếm ra bao nhiêu viên trước. Bây giờ thì mình sẽ đi đếm đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tới đây rồi. 17, 18, 19, 20, 21 viên. Ok. Như vậy đếm là 21 viên. Còn bây giờ chiều dài là bao nhiêu nhỉ? Rồi. Thì chiều dài là ở đây là chúng ta sẽ đo từ đây đúng không ạ? Rồi. Mình sẽ lấy một viên mình kê chỗ này. À, mình đặt cái thước chỗ này. Xong cái mình đặt cái này viên này lên. Để tại mình quay có mình phải tự làm hết. À, thấy không? Đây. Thì cái thước này nó bắt đầu từ đây. À, nó bắt đầu từ đây về bên kia. À, mình sẽ kéo dài cái thước này từ đây qua bên kia để xem nó bao nhiêu mét. Rồi, bây giờ sẽ kéo dài.
Đây các bạn, mình sẽ lấy ra chỗ này, đây để lên. À, ở đầu bên kia thì mình đã đặt ngay chỗ cái thông thủy bên kia rồi, bên này cũng đặt thông thủy ngay chỗ này luôn. Người ta tính chỗ này đó mà 3m96. À, thì hồi nãy mình có đo mà 3m98 này cũng không bao nhiêu, chừng nó trên nhau có 2 phần chứ bao nhiêu. Rồi hồi nãy đếm là 21 viên, mà nếu mà chúng ta lấy 3m98 chia 0.2 mà nhân 1.05 là đúng 21 viên, đúng không ạ? Như vậy là công thức của mình theo chiều dài đã đúng. Có nghĩa là khi mà các bạn muốn tính theo chiều dài á, thì các bạn đo cái chiều từ bên đây nè qua bên kia là L là bao nhiêu đó, chia 0.2 nhân 1.05 là sẽ ra số viên theo chiều dài. Thì số viên theo dài tức là một lớp là một hàng. Nếu chúng ta xây 3 lớp thì chúng ta nhân 3 lên là sẽ ra được, nếu mà cái này theo tính chiều dài là như vậy, 63 viên, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta tính theo mét vuông các bạn, không tính theo chiều dài nữa. Mình sẽ gỡ nó ra. Chúng ta sẽ tính theo mét vuông. Rồi, thì chiều dài đã có rồi là 3m98. Bây giờ chúng ta đo chiều cao. Chiều cao của 3 lớp là bạn. Đây, tới vị trí này nè các bạn. Đó, tức là 18 phân, đúng không ạ? Như vậy 3 lớp này nó cao 18 phân. Rồi, chiều dài là 3m98 nhân cho chiều cao là 0.18 là ra mét vuông. Rồi nhân cho 90 viên một mét vuông là ba con số này nhân nhau là ra 65 viên. Đó là công thức theo lý thuyết. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đếm số. Bây giờ thì mình tính theo lý thuyết là 65 viên, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đo thực tế. Chúng ta sẽ đem đếm coi cái hàng nó có bao nhiêu viên. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đếm. Hồi nãy hàng đầu tiên là 21 viên rồi, khỏi đếm lại ha. Rồi, là viên nữa nè, đếm sau. Viên thứ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41.5 cộng viên nữa bên kia là 42. Rồi, tiếp theo tới lớp số 3, lớp cuối cùng nè. 42 rồi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 viên. Các bạn thấy mình vừa đếm đúng luôn là 63 viên. Mà nếu mà chúng ta tính theo công thức lý thuyết mà tính theo diện tích của mình là 65 viên. Như vậy là hơn có 2 viên à. Đúng không? Còn nếu mà nãy chúng ta tính theo chiều dài, tức là theo chiều dài một lớp là 21 viên, chúng ta nhân 3 là đúng y bòn 63 viên, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta tính theo diện tích đó, thì lại ra 65 viên, hơn 2 viên được không ạ? Được, cái 2 viên nó coi như 2 viên bể đi. Thực chất nó 63 viên nhưng mà mình đếm, mình theo tính theo lý thuyết là 65 viên, đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đo bức tường này. Giờ mình không đo nó, mình mệt rồi. Vừa cầm máy quay, vừa đếm, mệt rồi, không có đo nữa. Thì mình sẽ nói kết quả thôi. Thì cái bức tường này các bạn, từ phía bên đây nè, qua tới cái lộ thông thủy dưới hai bức tường, chiều dài là 3m88. Rồi thì chúng ta là 3m88 chứ không phải 2, không có 05 là 21 viên.
Nếu mà tính theo diện tích là 63 viên. À. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta qua bức tường số 3, tức là bức tường này. Bức tường này chúng ta đo chiều dài là khoảng cách từ bên đây nè. Cách từ đây nè. Cách từ đây qua tới cột bên đây. Thì nãy mình đo rồi đó là 4m05. 4m05 chia 0,2 nhân 1,05 là 22 viên. Nếu mà tính theo diện tích là tới 66 viên các bạn. Này. Thì các bạn có thể dừng clip lại, mình cho các bạn dừng clip lại, các bạn đếm nè. À. Cái này chính là bạn lúc này bấm chữ dừng nè. Các bạn bắt đầu đếm. Theo cái này có bao nhiêu viên? Nếu mà nãy mình tính là 66 viên thì bạn đếm thì cũng gần đúng vậy thôi à. Rồi qua bức tường này. Bây giờ các bạn có thể dừng clip lại. Bắt đầu đếm. Đây. Cái góc quay này rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì các bạn cứ đếm. Thì nãy mình tính là bao nhiêu viên nè? À, 63 viên theo diện tích. À. Như vậy các bạn có hai cách tính. Tính số 1 là theo chiều dài, tức là chiều dài một lớp á. Xong rồi các bạn nhân số lớp lên là sẽ ra được tổng số viên của trong cái diện tích đó. Thứ hai là các bạn tính theo diện tích luôn. Nếu bạn đo diện tích chiều dài, chiều cao bao nhiêu đó là bạn nhân cho 90 viên. Thì hai thức này nó cũng giống nhau thôi. Không khác nhau nhiều.